khắc tinh của nước vẫn xuất hiện khắp nơi như cồn, rút nước trong máu theo đường bài tiết, khói thuốc lá làm bay hơi nước của niêm mạc cơ quan hô hấp, caffeine thúc đẩy tình trạng mất nước. Vì thế, nên uống trung bình trong khoảng từ 2 đến 2,5 lít nước cho cơ thể khỏe mạnh. Khoáng kiềm nguyên bản Vicoda giữ nguồn sống cho sức khỏe vẹn toàn.